Xin chào anh chị và cô chú bác. Thì bữa nay ngày thứ bảy, em có lên sóng vài con xe ở tiệm em. Thì hiện là em có 4 xe quay Thái 110, 5 xe City Nhật Khang, 4 xe quay Alpha và các loại xe nhỏ khác. Như thường lệ thì nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em để trên màn hình phần mô tả ấy ha. Thì anh em nào vô cảm thấy giá ok hợp lý thì mà mình mua, không thôi thì mình cũng lướt qua, hoặc là mình bình luận nhỏ nhẹ cho anh em nó tham khảo với thơm thảo với nhau. Cũng như mấy bữa nay có anh em mình đựng là mày bán để cho chó xài đi, rồi mày bán cái này kia rồi gạt người ta, rồi nhiều anh em bình luận là rất là buồn, ok luôn, buồn lắm luôn. Thôi anh em nào mà có những bình luận comment đó thì mình vui vẻ cho hen, vô tham khảo giá, mình được giá thì mình mua, còn không được giá thì mình qua cái chỗ tiệm cửa hàng khác mình ủng hộ. Thì theo nhu cầu của anh em là em vô chủ đề chính luôn. Bữa nay em về 5 xe City. Thì trước nhất là em vô cái City cho hen. Đây nè, một xe City. Máy im, ngon lành hen, bánh mâm City. Tất cả xe đều bánh mâm City hết hen, vỏ ruột rồi ok hết. Đây là chiếc xe thứ hai. Đó. Đây là chiếc xe thứ ba. Đó. Thì em vô bữa nay em quay 3 xe này thôi. Anh em nghiên cứu kỹ thì ủng hộ em ha. Xe này em bán giá là, nói chung giá là em để trên màn hình phần mô tả luôn. Xe đầu tiên em bán giá là 5.900.000. 5.900.000 ha. Nói anh em mua cặp bánh mâm. Bánh mâm ha, mà luôn đùm luôn, mà luôn cái vỏ mới này luôn á, là anh em thấy 1 triệu mấy rồi. Rồi cục máy anh em mua, cục máy mà máy im này kia nữa, là anh em mua mấy triệu bạc nữa, là hết nhiều rồi. Rồi anh em về làm này kia nữa là nhiều lắm. Xe này em bán giá là 5.900.000 ha, 5.900.000 một chiếc City. Em có cốp nãy vận chuyển bị bể nè, mới mua cốp mới ha. Em dán tem rồi lên cho anh em. Xe này thì máy im ha. Không có đề, anh em về chỉnh đề rồi lại. Đó. Trên này cái máy dữ dằn lắm. Em xin tắt máy cho em. Rồi vô nè. Đúng đầu lòng City luôn ha anh chị cô chú bác. Xe này đúng xe đầu lòng City ha. Xe đầu lòng City nha. Đúng xe làm City. Máy này máy chưa trẻ. Máy chưa trẻ, cái sườn City chưa sơn chưa phết. Ở sau này ta có làm rồi. Làm rồi cứng cáp à, anh em khỏi lo. Đó, đúng gấp City hết. Cái bô vẫn còn cái bô Darlin City nè. Nè cái bô nè, cái bô theo xe nè. Mà cái bô này thì nó cũ quá. Đó, 5.900.000 đầu lòng City, bánh mâm City. Anh em về xăm sửa thêm. Rồi chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai. Chiếc xe này là 6.900.000. 6.900.000 ha. Xe này sạch sẽ hơn. Lý do là nó có đề. Nó có đề đèn kệ xi nhan ha. Bánh mâm nè, vỏ dày cui nè. Bánh mâm ha. Bánh mâm City không nhúng không quăng ha. Máy City đây, đầu lòng City đây, bánh mâm trước City luôn đây. Đặc biệt quan trọng cái máy. Máy này cái đèn kèn thì đủ xi nhan này đủ hết. Xi nhan trước sau có 6.900.000 anh em. Xi nhan trước sau luôn, đèn kèn đầy đủ. Đây cái ép nổ luôn. Chở hàng là ngon lành luôn. Máy im ha, máy im cực kỳ, im lắm.
không cực kỳ, nhưng mà máy im chạy bốc cho anh em chở đầu. Mới thay cái ổ khóa cho anh em nữa nè. Xe này em bán giá là 6.900.000, 6.900.000 một chiếc CT thứ hai ha. Rồi thế là xe thứ ba. Xe thứ ba thì máy im như chiếc 6.900.000 này, đặc biệt cái sườn rất là đẹp nha. Anh em nhìn nè, ở trong là nắp xiên CT riêng nè, ở trong còn lưới ở trong luôn nè, đó bình xăng riêng ha, lưới đây hai đó. Mà quay để coi quay chiếc thứ nhất à. Chiếc thứ nhất là đế vẫn còn, đế CT nè, chiếc thứ nhất cái lưới không còn nữa, hết xăng đó. Chiếc thứ hai là 6.900.000 liền lạc đó, ba ga CT luôn, bánh mâm CT, máy im, đầu lòng CT. Rồi chiếc thứ ba, chiếc thứ ba này 5.900.000, ba ga CT, yên CT, còn lưới trong luôn. Đây cái này dơ chưa có rửa, cái yên bộ yên CT luôn, đồng hồ CT. Mấy xe kia mà hai xe kia vẫn đồng hồ vẫn như vậy ha, bánh mâm CT luôn. Đây 5.900.000, đầu lòng CT đây. Đây 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 đó. Em về chưa có rửa ráy chưa gì hết, xe này nó mới, em mới rút xăng, em mới làm xăng ra cái nó bị này nè, bể này nè, nên là nó không nổ máy được. Rồi anh em thích ba xe này thì cứ alo em ha. Chiếc thứ ba này 5.900.000, hai chiếc đồng giá, còn chiếc ở giữa là 6.900.000. Lý do là nó có bình đề, nó sạch sẽ hơn, cái bình đề sạch sẽ hơn. Chiếc này cũng sườn cũng ho, nói chung mấy cái xe này cái sườn anh em khỏi lo. Rồi bắt đầu tới chiếc CT thứ tư là đây. CT này anh em muốn đẹp bắt bánh liền thì đây nè, 10.500.000. Xe này 10.500.000, giấy tờ biển số Tây Ninh, giấy tờ đầy đủ, máy im. Xe CT lên super ha, máy im mình đầy đủ sạch sẽ. Mua xe Trung Quốc chi mà 9-10 triệu luôn. Và xe này xe Nhật anh em, xe Nhật biển số Tây Ninh 4 số, giấy tờ đầy đủ, đồ Nhật không à, máy im này, máy im lắm, đèn kè xi nhan đầy đủ hết, máy im đèn kè đầy đủ hết, 10.500.000. Còn bốn cái xe rẻ mà Nhật nữa là đây. Xe này nè, nó thiệt là xe Trung Quốc dọn lên đầu lòng Nhật, đầm Nhật, đầu đầm Nhật, gác chân Nhật, đầu phuộc đỏ đen là Nhật. Xe này 8.500.000. Chứ khi bên kia là rim Thái, rim Thái đầu lòng máy móc nguyên rin, em bán 27.000.000, còn bớt chút lọc cho anh em, bớt chút lọc cho anh em. Em còn chiếc CT kia về đó, CT kia 10.000.000 đang về đó, đang chưa về Thái. Chiếc này rim 96, đầu lòng máy móc nguyên rin, áo lọc keo, xe 27.000.000 còn bớt chút lọc. DH88 7.000.000, Charlie 7.000.000. Rồi em quay qua bốn xe quay Thái 110 ha. Future 1 đây 12.000.000, Future 1 12.000.000, đây quay Thái 110 đây 25.000.000, full mới, có thân đĩa trước luôn đó. Xe này mới nha, full mới nha anh em, 70F1 2475. Xe này nhiều anh em bảo có rút góc xanh tên không, xe này thì không đi ha, thì số cho nên 4 số mà. Máy ứ dằn lắm, cái máy đó, máy vậy đó, 25.000.000 em để dành mua chạy uống phê luôn. Rồi tay 110 nè, chiếc 110 thứ hai 20.000.000, full mới sạch sẽ luôn, đồ 110 Thái trên xe rất là nhiều luôn.
Rồi chiếc thứ ba 110 luôn, 17 triệu, biển số 29, giấy tờ đi. 110 này ha, là giấy tờ đầy đủ. NF110, đúng 110, số xuồng số máy là đầy đủ ok ha. Và có 17 triệu à. Anh em thích 110 mà không sang tên thì chơi xe này nè. Biển số 29 nè. Đây một chiếc quay Alpha 12 triệu, quay Alpha lốp trắng. Em sẽ gắn cái bô khác vào, gắn đồ ốc tán rồi vô sạch sẽ, là áo thì liền là áo mới rồi. Bộ áo bây giờ đặt công hãng là 3.650.000 á anh em, 3.650.000 luôn bẩn yếm á. Hiện bây giờ á giá nó lên 500.000 một bộ. Đây chiếc dây quay Alpha lốp trắng em đứng tên. Xe này quay lốp trắng em đứng tên nha. Đây 16 triệu. Còn anh em muốn cái xe quay Alpha lốp trắng chữ trong mà như lốp đen á mà dọn mới là đây nè. Đây 18 triệu. Đó 18 triệu anh em nhìn chi xe này là khỏi chê luôn, như xe mới luôn. Đầu lòng máy móc đồ đùm thâm niền đồ các thứ sườn đồ làm mới hết. 18 triệu. Còn 410 mà nó ngồi xe á. Xe này làm đầu lòng rồi. Có dặm, nói chung chủ xe là ta hư tới đâu làm tới đó. Cho nên áo có dặm rồi. Sườn cũng dặm rồi, dàn bạc cũng có sơn dặm rồi. Mà máy thì cực kỳ luôn, nó nồi xe lắm. Đồ 110 trên xe là còn 90% luôn. Máy móc kim cực kỳ luôn. Yên còn theo xe, bình xăng các thứ rồi, áo sống rồi còn lên xe dữ dàng lắm. Đó. 27 triệu 8. Đó, máy còn đang nổ, nó rung vậy đó. Rồi anh em thích 4 xe 110 hay 3 xe Alpha hay là mấy cái dàn City của em á, thì cứ alo em ha. Rồi em xin tạm thời kết thúc clip tại đây ha.